đây nè, cái đầu này nè, cái này á là có rất là nhiều gầu đó. Mình phải nhít tóc em dài quá mới được nhỏ tuổi mà tóc dài tận đây rồi. Thì tóc em mau dài lắm mà. Mày hả? Dạ. Phòng nó em ha. Dạ vâng. Mình chơi hai chị em mình chơi gì đi? À, bóc quả trứng đi chị. Ở đây nhiều trứng quá. Ok, em sẽ bóc quả màu xanh nè. Bóc ra. Wow, có hai viên bi luôn. Đẹp quá. Búng búng. Yeah, để em mở coi. Ê, ui, được một viên bi rồi. Búng. Rồi, để cái giỏ trứng ở đây. Chị sẽ bóc quả màu vàng này nè. Đẹp lắm á. Wow, yeah yeah. Đây là con Lego. Con Lego và chiếc giỏ nè. Tay của trường á. Nè. Thôi mặc kệ đi. Rồi, cho con Lego tắm luôn. Con Lego sẽ trốn. Rồi, bỏ quả trứng ra ngoài. Trứng, hai quả liên tiếp rồi. Chị lấy cái quả màu đỏ đó cho em với. Quả này không? Dạ, bụt. Chị trôi đi lại nhanh lên. Không có lấy bụt. Ây da. Đây là quả trứng màu đỏ. Nhỏ nhỏ nữa nè. Không biết bên trong có gì nha. Một con voi. 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 Voi tắm với chị nha. Đây, sau lưng nó có một cái đuôi bé xíu luôn. Trong trên chốt của nó thì nó có cái tóc rất dễ thương nhé. Rồi, bây giờ chị cũng sẽ bóc quả màu hồng luôn mà. Yeah, chị được con Lego mãi luôn. Ở áo quần màu đỏ và cái mũ nó nè, đeo kính nữa. Hello, đây là con Lego.
con Lego chai. Mình sẽ đặt nó ở đây nha các bạn, để cho nó không mắc. Không biết một con Lego gái đâu vậy nè. Đây rồi, Lego gái đây. Lego gái mặc cái áo quần và cả thêm một cái nơi. Bây giờ chúng mình sẽ đứng dậy. Đứng không được đâu các bạn. Đó, tóc tay bị vẹo. Đó, rồi bỏ quả trứng này ra ngoài em ha. Dạ, dùng rồi thì bỏ ra ngoài cho chị. À, em sẽ bóc quả màu xanh này. Không biết bên trong có gì. Gì, em cũng được Lego giống chị mà. Nói gì thì nói. Đây là con Lego mặc áo quần. Em thấy nó giống robot hơn chị ơi. Chị đâu có biết đâu. Thì nó cũng giống Lego chứ bộ. Dạ. Đây nè. Em sẽ xoay lại xem. Chị thấy đã quá. Bấm. Em cầm dưới nè. Mình cho nó đứng ở đây. Thấy chỗ đứng rồi. Thôi kệ, đứng đằng sau. Nó nằm vậy, sạc được. Còn cuối cùng là của chị nha. Không biết bên trong nó có gì. Không biết nữa. Chị được một con cò nè. Một con cò màu trắng. Con cò có thể đi dưới nước. Đó. Kiếm mồi đi, kiếm mồi đi. Bụp, 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 bụp. Không có một con cá nào. Sáng nay đi hoài mà cũng không có một cá nào nữa. Cái này là cái gì đây? Cứu. Ui, một con vật con. Con vật con. Rồi, em tắm nè, em rửa đầu. Xoa, xoa, xoa. Chi. Đã quá. Chi. Cưới lên cho bọn. Xác quả viên bì. Bụp. Em rửa đầu đây. Đó. Đó chỉ gội đầu cho em nè. Đứng ở đây. Dạ. Gội cho. Để dễ gội cho em thật sạch luôn. Sạch. Tóc em bữa nay rối quá. Ủa tóc em rối á chị. Tất nhiên rồi, mấy ngày này em đâu có chải gì đâu. Em chỉ cột đó rồi đi thôi. Dạ. Vì có ai cột tóc cho em đâu. Thì nhờ chị Diệu lên đó. Em đâu có biết đâu. Để nhờ chị giờ lên gội cũng được. Chị gội lâu quá. Ta đây, chị lên gội trên nè. Xoa. Mình phải nhít. Nhít thật sạch. Đây nè, cái đầu này nè. Trên này á, là có rất là nhiều gầu đó. Mình phải nhít. Tóc em dài quá. Mới được nhỏ tuổi mà tóc dài tận đây rồi. Thì tóc anh mau dài lắm mà. Vậy hả? Dạ. Giờ chặt lại chúng ta sẽ tắm qua nước sạch nha. Dạ vâng. Dạ. Rồi đâu, rồi đâu. Được rồi đó. Yes. Cái đầu mà còn được chơi xịt phòng nữa. Đã quá. Rồi em đợi chút cho nó. Nó bớt bỏ đi nha. Dạ vâng. Em chơi. Trong khi chờ đợi, em sẽ chơi con voi của em. Con chị rất khác nha. Chị chơi con Lego của chị nè. Con Lego của chị là con Lego gái. Đẹp lắm á. Đẹp hả? Đẹp. Đẹp con búp bê. Thêm một viên pin nữa. Đỏ đẹp. Con cò. Ủa con voi đâu rồi ta? À con voi đẹp. À bông mờ mờ. Búp. Ây da, con voi lớn rồi. Tắm hòa rồi nha em. Dạ. Chị quỷ lục quỷ cho sống trôi người em đi luôn. Làm sao được, cái này có phải là biển đâu mà trôi người em đi. Nhưng mà dù sao cũng em cũng bị trúng mà. À bụt. Cho em nhảy nữa nha chị, nhảy một lần cuối thôi nha. Chuẩn bị, em sẽ nhảy ngửa ra. Chị sang bên này đây nè. Đó, để em nhảy ngửa. Nhảy ngửa lại nó không à.
không có có để úp chuẩn bị nha. À đó, bấm. Yeah yeah, em không bị úp nè, em không bị úp nè. Chờ đặng đó, em không ngại ngữ cho bộ. Em lặn cho chị coi nha. Không được. Đây là bồn tắm xi phong, chấm là tắm sạch, em lặn đi. Dạ, yeah, tắm sạch em lặn. Help me, get over, có ai không? Tôi bị chết đuối rồi, tôi bị chết đuối rồi. Em làm gì vậy? Em chê trò bị chết đuối đó chị. Có trò nào mà trò như vậy không? Ờ, không. Em chơi tầm 7 giờ đó. Tẹt, xoa tẹt, xoa tẹt, đi 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 đi. Bụp, ui da, bốc cái gì vậy ta? Ê da, lạ, cái gì vô nát, mắt mày rồi. Thôi, bây giờ, chúng mình cùng đổ nước sạch vào nha các bạn. Thay nước nha, thay nước sạch đó, chị mình cho mình lặn luôn. Rồi bây giờ mày cũng bật sạch có rồi chị ơi. Chị sẽ kỳ cọ chân tay cho nó sạch. Kỳ cọ. Chị rửa cái mặt luôn. Rửa mặt. Nhích hai bên má nè, nhích trên trán nè, nhích tay bên này nữa, nhích cái chân. Kỳ cái chân. Em xuống đây mặt kỳ luôn kìa. Dạ, để em nhảy xuống. Nhảy ngược tiếp. Rồi chị cho em lặn muốn nha. Sao cũng được, đây là nước sạch mà. Bùm. Yeah, để ngồi đây chị kỳ cỏ cho nè. Dạ, để em ngồi. Kỳ cỏ cái tay. Kỳ cỏ cái chân. Rồi, hai chị em mình lặn đi. Dạ, nhưng mà to thế làm sao em lặn được. Cứ yên tâm vào chị. Dạ, bụp. Bụp. Em thở được dưới nước luôn nè. Chị mà trả vậy nè, chị tài hơn em luôn. Chị có thể thở 50 phút, 30, 20 phút, 10 phút luôn. Vậy hát bụp. Nè, có chị vẽ cái chân giống nào con cá chứ nè. Đó, bụp. Nào tiếng cá đã xuất hiện. Chị làm gì vậy? Nè, con em nằm ngửa bơi ngửa luôn nè. Coi đi mà học giỏi em nè. Bấm. Bịt mũi lại, bụp. Tạt nước trong khi em im lặng, mình tạt nước bụp. Á, tạt nước vào mắt em giờ. Rồi. Mình ăn chơi cái gì đó. Hay là mình chơi những quả trứng đi. Mình bóp nha. Thôi. Hai đứa tắm xong chưa? Xuống đi học mau. Dạ. Thôi chết rồi. Không biết mấy giờ rồi. Xuống thôi chị. Em sẽ đứng trên này cho nó ráo. Để chị vắt cái áo bơi của chị. Rồi. Tắm xong chưa? Mau lên. Xấu dữ vô kìa. Dạ. Mình quên mất rồi. Hôm nay là ngày đi học của mình. Ngày thi của mình. Thế rồi. Chị không biết đã sẵn sàng chưa nè. Em ơi, hôm nay có phải là ngày thi của em không? Dạ không. Hôm nay em thi. Thôi lên đi học với chị xấu được rồi. À, để em lau trước nha chị. Sao cũng được. Miễn sao cứ lau là được. Chấm cái mặt. Chấm. Chấm cái áo quần. Giờ cho chị với nè. Mặt chị nè. Được rồi, chị sẽ lau cái tay nữa nè. Sạch rồi. Ok. Ra thôi em. Dạ vâng. Ôi, quên là lau sau này. Nước là đau đó em ơi. Dạ. Để em lau sau này là chị. Lau cái tóc, lau cái tóc. Được, chị thấy rồi, thấy không? Rồi, tóc em khô rồi đó. Để giờ chị. Tóc chị dày quá, không thấy. Úi, lạnh rồi, tí mình ngửi cho nó ấm. Xấy cả áo quần nữa em ơi. Dạ yeah. Xấy chân tay. Rồi. Sắp xong rồi. Đã xong. Tắt thôi, 1, 2, 3, tí. Xấy xong rồi đó em.
xuống ánh sáng rồi. Lấy chân chị bữa nào. Xin chào các bạn. Bữa sau á, mình sẽ hẹn bạn mình lên tắm. Hôm nay chúng mình tắm đã. Vì hôm nay là thứ sáu, ngày mà chúng mình thi rồi. Bây giờ chúng mình xin tạm biệt các bạn để chúng mình đi học nhé.